mình sẽ cái bạc nhé. Ngày hôm nay thì Khoa sẽ nói về cái bất động sản tại Phú Quốc. Với các bạn môi giới đất thì bây giờ làm sao để có nhanh nhất, gọi nhanh nhất có được giao dịch. Thật ra các bạn hình dung là gì, là Phú Quốc ý, như một trong cái video chia sẻ gần đây nhất của Khoa, để Khoa có nói về là gì, là các cái bản quy hoạch của Phú Quốc mỗi khi mà ban hành đó thì gần như là đều có những cái tác động nhất định đến với lại là thị trường bất động sản Phú Quốc. Ví dụ như là năm 2010 khi chúng ta có 633 đúng không ạ, cái bản quy hoạch làm thay đổi bộ mặt toàn bộ của Phú Quốc, thì chúng ta đã nhìn thấy là cái gì ạ? Tại bản 633 đó chúng ta nhận thấy là gì, chúng ta có 2012 đúng không ạ, là chúng ta có là sân bay Sơn Tơ, và cũng trong giai đoạn từ năm là 2010 đến năm 2012 đó thì chúng ta thấy là Phú Quốc cấp giấy phép hàng loạt cho các cái dự án tại khu vực là bãi trường, vì là khi có quy hoạch chung rồi thì chúng ta mới có quy hoạch 1/2000 mà đúng không ạ. Nên là giai đoạn là 2011-12 là giai đoạn mà rất nhiều dự án được gọi là cấp giấy phép tại là khu vực bãi trường. Sau đó thì đến 2014 thì chúng ta có cả mạng lưới điện quốc gia nối từ Hà Tiên ra Phú Quốc. Đến năm 2015 thì chúng ta có cái gì ạ? 2015 thì chúng ta có là cáp treo, chúng ta có casino đúng không ạ? Đấy. Tiếp tục sau đó nữa là gì ạ? Chúng ta thấy là gì, một vài quỹ đất mà dừng được điều chỉnh quy hoạch trở thành đất thương mại hoặc là đất đỏ. Tiếp theo nữa thì đến năm 2021 thì chúng ta có bản quy hoạch là 486. Và sau hơn 10 năm kể từ bản quy hoạch 633 ra đời thì chúng ta đang chuẩn bị đón chào một bản quy hoạch tiếp theo, đó chính là bản quy hoạch Phú Quốc đến năm 2040. Và đây là bản quy hoạch mà Khoa thấy là gì, nó có thay đổi rất là nhiều về cái sự gọi là định hướng của Phú Quốc ở trong tương lai đến năm 2040. Và Khoa tin rằng là tại bản quy hoạch này nó sẽ là những cái những cột mốc mà khiến cho bất động sản Phú Quốc là có sự quan tâm và tăng trưởng mạnh mẽ trở lại. Cũng nhân tiện như vậy thì trong cái video này thì Khoa đang muốn chia sẻ về việc là các bạn môi giới nếu như mà mới phát triển được thị trường Phú Quốc ở thời điểm này thì lên bán dự án hay là lên bán đất, thì thật ra là gì, là các bạn có thể lựa chọn là đồng thời cả hai phương án đó, có thể vừa song hành với việc là bán dự án có một pháp lý đầy đủ 1/500, hay là các bạn có thể là bán dạng đất nền hoặc đất công. Tuy nhiên là đất công thời điểm này thì đang hơi là khó giao dịch vì nó phải thỏa những cái điều kiện nhất định về vấn đề phân lô tách thửa thì khách hàng người ta mới mua. Nếu như mà nói về đất nền thì các bạn chỉ cần tập trung vào những phân khúc ví dụ như sau. Thứ nhất là có đường trên sổ. Cái thứ hai là cái đất đỏ. Cái thứ ba là có một chút thổ cư trên đất. Thì những cái mảnh đất này nếu như các bạn tập trung thì thời điểm tới các bạn bán rất là dễ. Rất dễ nha các bạn. Vì đấy là những cái mảnh đất mà có hội tụ đầy đủ pháp lý ở Phú Quốc đúng không ạ? Giống như rất nhiều mảnh đất khác chúng ta mua bán ở khu vực là trong đất liền. Đấy. Còn nếu như bây giờ các bạn muốn một cái sự mạo hiểm hơn thì hãy đi tìm những mảnh đất công mà có thể là thỏa mãn điều kiện phân lô tách thửa đúng không ạ, thì sẽ giúp cho cái việc là chốt deal được nhanh hơn rất nhiều. Và đặc biệt là còn khó hơn nữa là các cái siêu dự án đúng không ạ, các cái sản phẩm dự án là khu vực bãi trường hay là khu vực là Bắc đảo hay là khu vực Nam đảo đang muốn sang những cái dự án, thì đây là một sản phẩm nó gọi là khá là to, nên là nó dành cho những người mà thật sự là có quan hệ và có tiềm lực tài chính đủ mạnh để mà theo đuổi và bán nó đúng không ạ. Ok, và tôi là Khoa Vũ. Nếu như các bạn đang muốn phát triển thị trường bất động sản ở Phú Quốc thì có thể gặp nhau và chúng ta cùng nhau trao đổi.